Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về tranh đắp của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay tôi và anh Phú đã tiếp tục chia sẻ các bạn một bức tranh tiếp theo, là bức tranh chủ đề về đồng quê. Đây là cái khu vực phòng karaoke, sảnh sinh hoạt chung. Và ngoài này là cái phù điêu. Mặt đằng trước thì là gì ạ? Phù điêu trang trí cho toàn bộ công trình rồi. Và mặt đằng sau thì gia chủ muốn làm một cái bức tranh đồng quê. Thì anh Phú có thể chia sẻ về bố cục của cái bức tranh này. Vâng. Tại sao chúng ta lại có cái bố cục như thế này? Vâng. Cái chọn đề tài thì đương nhiên là kết hợp, họa sĩ kết hợp với gia chủ để đưa ra cái ý tưởng. Thì trong cái bức tranh đồng quê này thì cái nhóm chính, bố cục chính là cây đa và cổng nàng cũng như cây cầu. Đấy, thì nội dung ở trong bức đồng quê này muốn diễn đạt giống như là cái bức tranh công vừa rồi chúng ta chia sẻ ấy, là vợ chồng gia chủ rất tình cảm. Nên lúc nào cũng muốn là tình cảm nhau. Thắm thiết, lúc nào bên nhau. Rồi. Như cây đa cây đè đấy. Rồi. Đấy. Tức là đây khuôn mặt cũng lấy giống như của gia chủ đúng không? Giống như của gia chủ. Đấy, nắm tay nhau. Nắm tay nhau. Đang bước dạo thong dong đồng quê của mình. Rồi, tận hưởng không gian của đồng quê. Và lấy cái cây đa, các bạn nhìn thấy cây đa này. Là nhóm chính. Rất là gì ạ, bong ke này, nổi hẳn ra nhá. Nhóm chính từ rễ đến gì ạ, lá này. Rất là nổi. Đây tranh này tranh chơi màu chứ không phải đúng rồi, tranh chơi màu. Kế bên là cổng làng đúng không ạ? Đấy, anh có thể phát triển tiếp cái diễn giải của mình. Cái cảnh quê này thì nó mang không gian của Vịnh Bắc Bộ. Đấy, đâm ra là có cổng làng, có đình, đình làng và giếng làng. Giếng làng, đây là giếng làng đúng không? Đây là giếng làng. Đúng rồi. Đấy. Đây là bò kéo lúa. Và các bạn để ý đây là vừa kết hợp giữa đắp và gì ạ? Chơi vẽ. Vẽ. Đó. Thì cái hay của nó là gì anh? Điêu khắc và hội họa kết hợp. Vâng. Đấy. Rồi. Cho nên là nó rất hay ở cái là mình diễn được nhóm chính và nhóm phụ ăn vào với nhau. Rồi. Đấy. Tiếp đây là cảnh gì anh? Cái vẫn là vợ chồng đúng không? Đấy, đây là cảnh sinh hoạt đi làm đồng. Đi làm đồng. Đấy. Châu. Bức tranh này nó nội dung của nó là mùa vàng của đồng quê. À, đấy, cho nên là cái sinh hoạt thì nó có chia ra nhiều nhóm, như có thể các cụ đi vào đình để lễ để ăn mừng mùa vàng. Rồi là xe, như ý tưởng ở bức tranh này đấy là xe chở lúa. Tất nhiên bức tranh này đang thể hiện dở, chưa xong. Đấy, xe chở lúa về nhà. Và đây là những cái không gian của những người lao động nghỉ gốc đa. Đấy, rồi là những người đi là lúa đang chín. Rồi. Đấy. Tiếp bên này ạ. Bên đấy là không gian của một cái xóm, của một gia đình. Đấy, là trâu thì hết vụ là được nghỉ ngơi này. Rồi. Đấy. Xong là đến người đến cảnh sinh hoạt ở nhà thôi. Rồi, ok. Đó, thì các bạn nhìn thấy là nếu mà nhìn xa ra chúng ta thấy một cái cảnh quê hương rất là thanh bình. Thanh bình. Còn đi vào chi tiết thì chúng ta thấy là những cái sinh hoạt hàng ngày. Đúng rồi. Mà gia chủ muốn gửi gắm vào đây. Đó, cảnh quê hương, tại vì do khi mà chúng ta thành đạt rồi thì chúng ta thường gì ạ? Chúng ta nghĩ về quê hương và chúng ta muốn là được sống trong những cái cảnh yên bình như vậy. Đúng rồi. Đây là cái bức tranh gửi gắm như vậy. Đó, và cái chất liệu mà mình sử dụng ở đây là chất liệu gì? Cũng như những bức tranh đắp nổi khác là bằng xi măng thôi. Rồi. Những cái này là đắp xi măng. Ông về phần sơn, tôi hỏi về phần sơn. À, sơn này là sơn AK, sơn ngoài trời. Vâng. Sơn này là nó chịu được độ bền màu rất là tốt. Tức là thời tiết ngoài trời. Thời tiết ngoài trời rất tốt. Đúng không ạ? Đấy. Và cái hay ở đây là các bạn thấy là gì ạ? Là trong một bức tranh chúng ta phải có cái điểm chính và điểm phụ, đúng không? À. Cái cây đa này là cái phần điểm nhấn chính này. Vâng. Để hoàn thành cái thời gian cho bức tranh này dự kiến được khoảng bao lâu anh? Bức tranh này thì cũng như phần đắp đấy thì là thông thường cũng phải mất khoảng 4-5 ngày. Vâng. Còn khi để họa sĩ lên màu cũng mất thêm 2-3 ngày nữa. Thế đấy là hai người làm.
hai người làm. Đấy. Đúng không ạ? Còn một người thì cũng mất khoảng 5 ngày. Vâng. Nếu mà vẽ để diễn đạt nó sâu hơn, kỹ hơn, thì đạt ý gia chủ hơn thì sẽ mất khoảng độ 5 ngày vẽ. Như cái này mà chúng ta đắp hết thì nó sẽ lâu hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Đây là chúng ta là kết hợp giữa vẽ và phần đắp. Rồi. Đó. Điều khắc và hội họa được kết hợp. Cái tưởng dưới này là cái dòng sông ấy đúng không anh? Cái này là dòng sông hay là cái kênh này. Mương đấy. Và, kênh mương thì sau này chúng tôi sẽ thể hiện nữa là cái vó này. Và. Đấy, những cái chài lưới này. Và. Đây là dạng dọc khoai mùng rau lợn này. Đấy. Chi tiết hơn nữa. Chi tiết hơn nữa là Và. Có những cái thuyền, cái đò đấy. Và. Nó còn rất nhiều bởi bức tranh này đang lên giỏ thôi. Đấy, nếu mà các bạn đang chuẩn bị xây dựng nhà hoặc đang hoàn thiện nhà, chúng ta có những cái mảng trống như thế này mà hướng vào không gian bên trong. Ví dụ như phòng khách, phòng ngủ, bếp, ăn hoặc là cái khu vực sinh hoạt chung, karaoke. Thì chúng ta nên thay vì chúng ta ốp những cái gạch thẻ hoặc là chúng ta sơn một cái mảng tường nó rất là không có cái sức sống ở trong đó. Cứng nhắc. Chúng ta nên làm những cái bức tranh xi măng như thế này, chúng ta truyền tải vào. Thì cuộc sống mà chúng ta lên có những cái thứ gì ạ? Nó gọi là gửi gắm cái tâm hồn của chúng ta vào đó. Thì qua mỗi ô cửa sổ chúng ta nhìn được những bức tranh này là chúng ta lại tâm hồn của chúng ta nó sẽ phong phú và sinh động hơn rất nhiều so với việc là chúng ta ốp gạch các bạn nhé. Thì Kisato mong muốn là truyền tải những cái bức tranh đa dạng ở những cái thể loại khác nhau để bạn có thể tham khảo và áp dụng trong trình tương lai của mình. Còn các bạn cần dịch vụ về đắp tranh hoặc là vẽ tranh ở những cái họa sĩ chuyên nghiệp giống như anh Phú ở đây thì có thể liên hệ chúng tôi để chúng tôi về tư vấn khảo sát và thực hiện thi công cho quý gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video chia sẻ tiếp theo. Vâng, xin chào mọi người.